Truyện kinh dị ngắn. Tác giả R.S. Darin. Trích từ nguồn truyệnfull.vn. Chuyện của AU phần 1. Câu chuyện sau đây là một trải nghiệm lành gáy có thật của tác giả. Hồi đó mẹ còn hay nằm ngủ cạnh tôi và em. Đợi hai đứa ngủ say rồi mẹ mới đi về phòng. Hôm đó tôi nằm trằn trọc mãi mà ngủ không được. Liếc nhìn đồng hồ thì đã điểm 11 giờ. Mẹ chắc thấy tôi và em đã yên giấc, liền ngồi dậy đi về phòng. Chính mắt tôi đã thấy mẹ đi về, rõ ràng là như vậy. 30 phút trôi qua, tôi vẫn chưa ngủ. Cả người tôi quay về phía bên trái, mắt tôi nhìn về cái thùng đồ chơi chứa mấy con búp bê của hai chị em. Bỗng nhiên, cái niệm đằng sau tôi từ từ lún xuống, giống như là có ai đó đang từ từ ngã lưng lên giường vậy. Cái sự lún đó kéo dài từ dưới lên trên. Cái giường lún xuống đến đâu là cuộc sống tôi lạnh đến đấy. Tôi sợ lắm, vì đó không thể là mẹ tôi, vì mẹ đã về phòng từ 30 phút trước rồi. Cũng chẳng phải là đứa em, vì tốc độ lăn của nó không thể chậm đến mức này được. Vậy đó là ai? Tôi không dám nghĩ đến câu trả lời. Cơ thể tôi thúc giục chính mình để quay ra đằng sau xem đó là ai, nhưng tôi lại quá sợ hãi. Tôi nhắm nghiền mắt lại và cố gắng ngủ để quên đi cái thứ đang diễn ra sau lưng mình. Trời sáng,